Đây một cây này mà từ gốc lên này. Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, năm quả. Đây là bí ngô đúng không? Đây là bí ngô. Bí ngô đây là ăn chế biến món gì vậy? Cái này bữa sau lấy đốt ăn đây, còn cái vỏ là mặt nạ. Là mặt nạ. À, cái này hôm sau mình lấy một quả về. Sau mình cắt ra mình lấy ruột đi. Sau mình thịt gà bỏ vào đó rồi hấp. Ừ, mà sao có hai lớp củ này. Ba chỗ luôn. Bốn chỗ luôn. Ôi cái này tỏi sinh 4 sinh 5 này. Non nhỉ. Non mà còng to này sao mà ngon này. Sao tỏi này. Ờ đang vùng sao tỏi đúng rồi. Ok, hello, chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Quang Linh Vlog, cuộc sống ở châu Phi. Thì hôm vừa rồi mấy anh em mình đi theo việc đi thủ đô mấy ngày không vào trang trại. Giờ quay lại trang trại để quay cho các bạn xem tình hình cây cối, rau màu với phát triển của trang trại như thế nào. Đây, anh em mình đi ở nhà anh Hậu với Thế, anh Hậu trồng cây hành đầu rất chi nhiều. Bữa nay mùa mưa cho nên là cây phát triển nhanh các bạn ạ. Để quay cho các bạn xem ngô. Cái chỗ ngô này là anh em mình trồng đầu tiên. Trong cái đợt bắt đầu chuẩn bị chưa mưa, bắt đầu mưa có hiện tượng mưa là anh em trồng. Rất tốt. Ôi, cây rất chít bầm luôn. Cái này anh Hậu cho làm cỏ với bón lân đàm luôn nha các bạn. Bón lân đàm. Cái này bón một lần đầu rồi. Đến tầm nó gần ra bông thì lại bón tiếp một lần nữa. Đây cây rất chít bầm. Ngô này là ngô nếp. Cái này là giống ngô nếp của Việt Nam. Còn ngô bên kia anh em trồng là ngô sinh khối. Ôi đợt này ngô tốt lắm. Ở dưới này có một vùng này là như bị chuột ăn mới dằm lại. Đây, cái này nó lên sau chậm hơn. Cái này dằm lại nó chậm hơn. Còn trên này tốt lắm rồi. Dưới này cũng cây tốt. Đây, 3-4 ngày rồi vào đang trải. Một tuần. Gần một tuần đấy. Mình Quang Linh đi Lubangu về vào được một bữa. Đi mua bò mua dê vào được một bữa xong lại đi lên thủ đô. Giờ này ngô xanh đấy. Đấy, cây những cây này nhất chi là bầm luôn. Cái này ngô nếp của Việt Nam nó xanh. Đấy, giờ lên quay giết chuột. Giết chuột với bí. Bí ở bên này nó cũng mấy ngày nó phát triển quá nhanh luôn. Ôi giời. Đây anh Hầu làm cái này để dọa chim này mọi người. Có cái túi để dọa chim đấy. Hôm nay Quang Linh cũng bận nên mình vào trang trại một mình. Quang Linh hôm nay bán lá chim, bán hàng. Đây về mùa này mùa mưa liên tục ngày nào cũng mưa cho nên là cây cối cây nào cũng phát triển nhanh. Phát triển trông thấy từng ngày đấy. Hôm nay mưa 1 giờ chiều là trời mưa cho nên là cho anh em công nhân farm nghỉ sớm, cho về sớm. Mưa cũng không làm được cái gì. Anh Hầu sao hành nó cứ cây ngọn nó bị vang vang này. Cháy à? Ui giời, rau muống tốt này. Rau muống xanh gì luôn này, các bạn. Này.
Lên xanh này. Ôi, giờ chuột quả nhiều. Hái quả nào to hái đấy anh ạ. Đã, tí do ra. Ok, hello chào các bạn, tên Anton. Ui, giờ quả này ăn ngon này. Rapidu. Malambu. Hái quả nào cứ to cứ hái đấy, hái về ăn. Đấy. Không có muối nhỉ? Có chứ. Muối. Muối không? Muối, muối vào lắm. Ôi, quả to thế này, mới vẽ tính này. Không nhân... Quả nhỏ nhỏ đấy, ăn mới ngon này. Quả nhỏ ăn ngon. Ôi ôi. Ngon. Và quả nhiều thật. Quả khiếp. Quả to, hái hết quả to này anh ạ. Thả này, ít ngay là phải đếm đi bảng ạ. Hả? Một cây lên có cả chục quả này. Antonio vai buscar sale. Sale mete mesa. No mesa. Nhiều. Phải ăn không hề được, không kịp được. Cứ 2-3 ngày là phải hái một lần đấy nhỉ? Quả này các bạn này, ơ nhìn này. Quả nhiều chưa? Mà mới lên có một khúc mà sao quả nhiều ấy. Nó lại có bên này đi làm gì bên cao. Phải lên trên đó nhỉ anh. Tại những cái đọt kia nó quả chưa mới dám. Khác giống cái đó này. Cái này giống khác. À. Để hôm sau mình trồng cái dưa chuột quả dai ạ. Dưa chuột quả dai đặc giòn và giòn ngon lắm. Đấy nó có giống không? Có, giống quả dai dai, quả dai 3-4 phân này. 4-5 phân. Ừ. Sau thì em lấy giống về. Bây giờ chắc phải hái khoảng tầm 2 sọt thôi. Quả to chứ. Hái quả dây thấp thôi chứ đấy. Đây. Quả đánh giá của sáu. Bây giờ dưa chuột ngon lắm. Muito. Một cây này. Đấy, một cây này. Một cây này. Đây các bạn, dưa chuột ăn ngon lắm. Mời các bạn nha. Đây có quả to này. Thế quả to quá này. Quả này cứ hái ngay phải hái một. Ăn mà ăn không kịp. Cứ ăn đi. Hay là mình hái bao nhiêu sáng mai ra chờ nhỉ? Ba mai chủ nhật. Ở bên đi họ lại thích ăn quả to. Quả càng to thì lại càng thích. À, cái này bao xa con bà Lá no braço, Vende como? Cada um quanto? Grande 3200. Hã? Grande 3200. Grande 3200. Porque caô lá. Thế mình... Không, mình nhập là 3 quả 200. 3 quả 200. Rồi được rồi, để mình hái ra mình nhập. Thế mình hái một sọt về ăn thôi ạ. Để thứ hai và hái đưa ra nhập. Quả nhỏ nhỏ, quả to cái gì? Hoặc là hái đi, hái hết quả to. Thứ hai mình đến là cũng to rồi. Hái đi để mai nếu mà có chi nào ấy để về gọi xem mình nhập đi. Đưa em quả này. Quả này ăn đi nói với bên mái. Dưa chuột này. Ui giời. Đây. Đây các bạn những quả dưa chuột, những quả thế này. Những quả dưa chuột luôn.
Cái này ăn một quả là nó đến ngày kia. Thế thì hái nhiêu nhiêu? Hái 4 5 sọt đấy. Để mãi mãi về mình. Bởi vì để vài ngày được mà. Ừ. Mà hái để cho nó nuôi quả quả nhỏ. Đói bụng là một quả gần nói. Hai hai hàng hai bên luôn thế. Dạ. Hai hàng hai bên đấy. Đây, sáu chân. Dạ, dạ, dạ. Quả to. Mà cắt quả dứa chứ đừng cắt gốc dưa chuột đấy. Bấm gốc nó thôi đấy. Mãi lên lại lên. Cắt quả đi dứa bố nó hẹn. Ừ. Cắt gốc cái này. Hai một hàng về nếu mà hai cả quả to quả vừa chắc phải mấy cái sọt này. Ừ, hai chứ hết hết ngon đấy. Ăn như quả này ăn mới ngon này. Đây, dưa chuột bao tử đấy. Dạ thì chùi đẹp chứ. Nhiều à? Ừ. Ôi giời. Bây giờ chứ? Dạ. Hỏi má làm bụng. Tạm biệt ra đúng. Na rồi. Đó. Chuột chuột này hôm sau trông nhiều nhiều ấy. Do xe tải chở lên trên thủ đô ấy. Và trên thủ đô tiêu thụ mà nhanh. Còn giống cho nhiêu. Chờ. Quả. phải có lưỡi đây, có cái lưỡi này. Đợi đi nhập cọc. Ok, để nhập hàng. Lưỡi của mình hết à? Của mình con á. Con. Con một cái rưỡi này. Làm cái lưỡi này nó đỡ cả vượt bóng. Ừ. Đi chặt cọc mấy bữa mấy anh đi chặt cọc mấy. Anh hai cả hai bên luôn đấy, anh Hậu thì phải quay lại. Bên nữa luôn á. Đấy. Đấy đi ở giữa là hai bên luôn đấy. Đi một bên hai cả hai dây đấy. Bên nói chung mùa này trồng cái gì nó cũng dễ. Chứ mùa nắng thì khó vẫn trồng được chứ chuột đấy, nhưng mà khó hơn. À đúng rồi. Quả này khá các bạn này. Cái này hai dãy này là hai giống khác nhau. Mỗi loại giống nó ngon khác nhau. Quả này là ở trên siêu thị hay nhiều này. Cái quả bên dãy anh gái nhiêu à? Đây này. Đây quả em hái đây. Ừ. Chứ còn quả này thì cũng ít. Quả này đi siêu thị lúc nào gặp. Một hàng mà bứt một bấy mà được gần sọt đấy. Thế gì? Ừ. Sọt đấy. Mà đang bứt quả bẻ nó có. Thế cái này nếu mà quả mà thu hoạch được rồi và một lần cắt lên là phải chục cây sọt này. Mình làm kiểu nối vụ liên tục ấy. Ừ. Cho nó khỏe. Ôi, 12 tí mà sọt này. Mày thấy cái vai bức khám ai cài xa? Mày thấy cái. Ôi giời, bên này nhiều thế này. Dạ. Hàng bên này. Đây. Đây các bạn. Cái chuột nằm lăn lóc này. Đây. Ui giời dưa. Hàng trăm hơn hè. Đây một cây này mà từ gốc lên này. Một quả, hai quả, ba quả, bốn quả, năm quả. Ui giời. Nhiều lắm. Cây ngắn mà còn quả đây đấy. Này, đã thấy đang cắt. Một gốc mà bao nhiêu quả này. Mùa này nói chung anh em ở Tiam là không phải mua rau. Rau củ quả nhiều. Đây hái có một bên của một cái dãy. Là một dãy được khoảng tầm 2 bát sọt. Ồ đây giống khá anh Hậu này.
đúng không? Nó ngắn nó hai ba giọng trồng hai ba giọng. Có phải như ở Việt Nam mình giọng nhiều đâu, bên đây thấy thấy được trồng. Đây cây có tí này, ba quả này. Ôi. Giọng đấy cái quả nó ngắn hơn. Ừ, giọng này đây quả ngắn nó bâu hơn. Ông này nặng này. Từ này ra chuột rồi. Hái liên tục tuần phải thu hoạch hai lần. Quả bẻ đang đây đúng. Ừ, quả bẻ đang nhiều. Ô hành mưa nó bổ này. Hành mưa nó ngà này. Thế là cái đấy là mình để đến lúc nó tan lá luôn mình mới thu hoạch củ đó. Nó ra hoa luôn này. Cái này là hành củ củ tím chứ, hành tím đấy chứ. Không, bữa em mua anh trông lắm á. Ừ, thế hành ở đó đấy. Đây bên đây nhiều quả rồi. Đi bữa nay bầu bí ra nhiều, ui bầu bầu quả nhỏ ra cả. Ui giời. Ui giời đây các bạn. Bầu quả này. Ui giời quả bé này. Bầu đấy, quả quả bên đấy cũng hái được anh. Đi về chỗ đâm vào bầu sưng hết đâu. Ui, cái này phải xử lý lại chứ không cái này nắng sập sập gian. Bầu khổng lồ rồi. Ui giời bầu này. Bầu này nó nón chứ. Ồ, vẫn nó lắm. Mướp này là mướp để giống hôm trước mình anh em mình quay rồi. Mướp để hôm sau lấy hạt. Cho nó ra lấy hạt. Ui giời ơi. Bí cái này là bí đỏ đúng không? Bí ngô. Đây là bí đỏ đúng không? Bí này nó để thật ra xong rồi hái về nấu 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 chè này. Đúng không? Nấu chè bí đỏ ấy. Đấy anh Hầu phải tăng cường thêm giấy đấy các bạn. Không nó đứt. Nặng. Ui giời mấy quả bên này to rồi. Nhiều phế đấy. Đây là bí ngô đúng không? Bí ngô này là ăn chế biến món gì vậy? Cái này bữa sau lấy đốt ăn đây con cái vỏ là mặt nạ. Là mặt nạ. À, cái này hôm sau mình lấy quả về. Sau mình cắt ra mình lấy ruột đi. Sau mình thịt gà bỏ vào đó rồi hấp. Hầm hầm với gà đúng không? Đây là nhiều. Bao nhiêu quả to. Đây các bạn, quả đây phải chục ký. To gì? Mà đây là đang nón chứ. Là ra đâu? Quả này nó to nữa đây. Đây các bạn nè. Cả bấu cả bị lúng tung. Bị da đây, da thập cầm. Có quay tới cái đấy. Ôi giời. Có nhiều bầu bị. Chỉnh đấy, chỉnh đó cái bị bé bẻ này nè. Tắm nó nè, nó cánh nó nè. Bí ở bí này bí đông cánh. Nhỏ nhỏ dài. Ơ ờ, sao cùng cung loài mà lại quả tròn, quả bầu, quả dai à? Ừ. Bí như quả. Bí này dẹo. Chuẩn bị có thương hiệu bí của Quang Linh Farm. Nhưng mà cho nên anh phải làm cái giá đỡ lên ạ. Anh buộc giấy sẽ phải được. Chứ buộc giấy này nó này liên quan đến cái cổ, cái cuống của nó. Ui, nặng đấy. Đây. Cung mau mà quả dai, quả tròn nhá. Mớ vẫn non. Quả nó mở ra. Mưa này cây gì phát triển nó nhanh thật. Mới mấy ngày cũng vào mà quả sái luôn, tùm. Ôi mưa cái cũng lên nhanh. Ô ca nhiêu đấy? Ca với cải này hái về cho đâu bếp hứng chứ. Cải ra.
Cá vàng như đây đấy. Ừ, cá nhiều. Đấy tỏi đúng không anh? Đấy tỏi này. Có củ chưa? Có củ. Củ to chưa? To đấy. Nhưng mà thú để mà trông cái khác. Để cái nó to thì cho nó tan lại. Anh thử một cây cái. Tỏi về ăn nhé. To đấy. Sâu rồi. Chắc vun đất lên sâu quá. Nó nhỏ. Nhỏ à? Nhỏ. Nhìn vậy cũng nhỏ. À, nhìn vậy thì không phải vậy. To cấy thế. Đây để rảnh xong cỏ ngô có việc để mình đào cái ở đây này. Ui ôi. Cây bẹt tí mà củ các bạn này. Tỏi này. Ôi. Đến bẹo nó dậy lại to rồi, vô lý chứ. Ừ, mà sao có hai lớp củ này. Đó. Ba chỗ luôn, bốn chỗ luôn. Ừ. Ôi, cái này, tỏi sinh 4, sinh 5 này. Đây để cho các bạn xem chứ không bảo mình nói phét. Cái này cái mặt đấy nhỉ. Ơ mà đây có múi luôn này. Đây này. Nó lên mấy chỗ luôn. Đấy, tỏi tím. Ở dưới đây nó có củ hết thế này. Đây tỏi. Có củ nó mà dưới những cái lũng này hết thế này. Tỏi này là tỏi không phải tỏi công nghiệp các bạn. Tỏi này ăn rất chi là ngon. Mai một chó mấy ông là đào về để ừ. Nó tan cây nhưng mà củ nó ở dưới đấy. Đây này. Đấy. Cây có tí mà tỏi mới đẹp này. Được đấy, hái tí nhồi về nhà để ăn. Nhìn bé bé thấy có củ đó. Ô, thế tỏi trông được anh ạ. Đấy đây, hành này là hành lấy củ chứ. Hành để ra da với thú. Về giờ có tỏi này. Giờ chuột, về bóp nồm giờ chuột. Ừ, cà rốt lên. Tô bột xanh rồi. Ừ, bột xanh rồi. Mới thì nó xanh thật. Bỏ đâu nha. Đây là muống các bạn. Đây là chưa phải là nước duy trì 100% nữa nhá. Cái này là hôm trước anh em mình bảo là trông để giữ giống. Hôm sau việc ngô với các loại cây rau màu khác mà cần thiết làm trước ấy, nó rảnh việc ấy, xong thì anh em sẽ làm ao rồng và sẽ đưa cái giống này ra trồng. Đây giống rau muống này phát triển nhanh. Cái đó là hại với ăn được đấy. Non nhỉ? Non mà còng to này sao mà ngon này. Sao tỏi đấy. Rau muống sao tỏi đúng rồi. Sáng nhổ ít tỏi, một bữa anh nhổ ít tỏi rau muống về. Rồng về đây dưỡng nhỉ? Rồng xanh vừa đại dương. Đây là rau muống sao tỏi. Xong chưa, tập trung thu nhanh về à? Mà mưa. Đấy quả đang đầy thế. Hái hết đi anh, quả nó to hái hết đi. Đám cái xa kì á. Ông cái xa vá gì á kì. Vá hê lì. Đầy mấy sọt rồi. Hôm nay coi như là thu hoạch dưa chuột luôn. Đây thu hoạch lần đầu tiên thu hoạch dưa chuột. Đợt đầu không phải lần đầu đâu. Đấy dưa chuột này mới thu hoạch mấy đợt. Đấy được đó. Để đây, mấy ngày sau đây mình hái tiếp. Dưa về để bán hết đợt này đó. Ok nha các bạn. Giờ anh em mình thu hoạch xong. Cũng chiều là anh em về sắp xếp về luôn. Được bao nhiêu mấy sọt đấy này? 6 sọt à? 6 sọt đây. 6 sọt đây. Xe gà leva vắm bò nào. Đấy là con đấy đấy. Đây quả nhỏ này tầm 2-3 ngày là nhiều đây nữa. Leva. Sao mày đi? Vắm về gà về trời. Về ra. Về để lại một sọt ăn này. Còn lại bán hoặc là ngày mai để trở lên trên chỗ anh Hoa ấy.
trên quán Anh Hoại. Ok nha các bạn, cái này là thì nữa anh em mình về sẽ là đưa ra ngoài chợ hoặc là gọi mấy chị đến, hoặc ngày mai để một số ngày mai đưa lên trên chỗ quán của Anh Hoa ấy. Quán của Anh Hoa, quán của Anh Hoa ở trên trên thành phố ấy. Chứ cái này nhiều không hết được. Ok, hôm nay là anh em mình quay cho các bạn xem quá trình phát triển của trang trại cũng như là thành quả. Thì vì mấy ngày anh em mình không vào trong này cho nên giờ vào quay các bạn xem thu hoạch dưa chuột 2, 4, 6 bao nhiêu 6 sọt. Các bạn thấy hay thì cho anh em mình một like, đăng ký kênh và chia sẻ. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Chào các bạn. Cho lên xe. Mai về sẽ đi nhập dưa chuột. Cẩn thận với cái túi bóng lúc này nhá, có mấy cái bóng đen đấy. Đẩy vô thì nữa để bỏ sọt ngoài đấy. Đấy đấy, đủ 6 sọt đấy. Cái này chắc mai chở lên trên Anh Hoa nữa. Ok. Ok, sau giờ anh em mình về trang trại, anh em nghỉ à? Đi nhập. Đây là thành quả đợt đầu tiên của anh Hậu.